Bộ trưởng nội vụ Đức Thomas de Maizière phát biểu sau vụ khủng bố ở Bỉ. Mục tiêu rõ ràng của các vụ khủng bố khi tấn công một sân bay quốc tế và một ga tàu gần trụ sở EU cho thấy đợt tấn công khủng bố này không chỉ nhắm vào Bỉ, mà chống lại sự tự do, tự do đi lại và mọi người ở EU. Hiện Đức đã siết chặt các biện pháp an ninh tại các sân bay, ga tàu, cũng như tại khu vực biên giới với Bỉ, Pháp, Hà Lan và Luxembourg. Tại Pháp, sau vụ khủng bố, Tổng thống François Hollande triệu cực hợp an ninh khẩn cấp với các bộ trưởng. Ngay sau đó đã điều động hơn 1.600 cảnh sát đến các khu vực biên giới và các điểm giao thông hàng không, đường bộ và đường sắt. Động thái được đưa ra sau khi Tổng thống Hollande cũng cho rằng vụ tấn công ở Brussels là nhắm vào cả châu Âu và kêu gọi một phản ứng toàn cầu trước mối đe dọa khủng bố. Paris thắp đèn màu cờ bỉ trong đêm để chia buồn cùng nước láng giềng. Cảnh sát Anh cũng cho biết họ được lệnh tăng cường cảnh giác tại các khu vực công cộng, nhưng chẳng ăn rằng đây chỉ là biện pháp phòng ngừa. Hàng loạt quốc gia châu Âu khác như Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển cũng siết chặt an ninh. Trước đó, ba vụ nổ lớn liên tiếp đã xảy ra ở sảnh đi của sân bay và ga tàu điện ngầm ở Brussels, Bỉ hôm 22 tháng 3, làm ít nhất 35 người chết, 230 người bị thương. Ngay trong tối 22 tháng 3, báo bị đã đăng ảnh các nghi can của vụ đánh bom chấn động này. Cảnh sát bị cũng đăng hình ảnh mới về các nghi phạm đánh bom Brussels lên Twitter của lực lượng này. Hiện cảnh sát Mỹ đang tổ chức một cuộc đột kích ở quận Starvit để tìm kiếm một nghi can liên quan. Tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công liên hoàn này và còn lên tiếng đe dọa sẽ tấn công nước Anh thảm khốc hơn và tàn độc hơn.